lông trong quá trình thực hiện ca phẫu thuật não. Điều không tưởng này mới đây đã được nữ nghệ sĩ violon Dama Turner thực hiện ngay trên bàn mổ. Theo các bác sĩ, cô Turner đã có thể mất hoàn toàn khả năng chơi nhạc cụ nếu như xảy ra sơ suất trong việc phẫu thuật. Vì vậy, nhằm giúp não cô ghi nhớ khả năng chơi violon, các bác sĩ đã tạo một khoảng thời gian cho cô chơi trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Trong những phút cuối